Sáng sớm nay 28 tháng 8, bão Bonhun, bão số 4 đã di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía bắc vị tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết dự kiến từ ngày 10 tháng 10 tới, hãng sẽ bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay phục vụ hành khách. Trong thời gian đầu, dịch vụ Wi-Fi sẽ được cung cấp trên 4 máy bay A350 có số đăng ký VNA886 đến VNA889 để cung cấp dịch vụ Wi-Fi kết nối Internet cho hành khách. Hành khách có thể nhận diện chuyến bay có sử dụng Wi-Fi khi làm thủ tục check-in lúc cho cửa lên máy bay qua những biểu tượng được dán ở quầy phục vụ trên máy bay. Dịch vụ Wi-Fi sẽ bật khi máy bay cất cánh đạt độ cao nhất định và tắt trước khi hạ cánh để đảm bảo an toàn trong việc thông tin liên lạc giữa máy bay với kiểm soát không lưu. Ngày 28 tháng 8, thông tin từ tạp chí về phong cách sống nổi tiếng của Mỹ Departures, thành phố Cần Thơ được xếp hạng là một trong 9 thành phố có hệ thống kênh và sông ngòi dành cho du lịch tuyệt vời nhất. Theo Departures, nếu muốn hiểu sâu hơn về những dòng kênh và sông ngòi, hãy thuê một chiếc thuyền đi tham quan. Công an tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình quảng cáo các dự án của công ty Alibaba. Qua xác minh của công an, công ty Alibaba hiện có một chi nhánh và một đơn vị liên kết đều tại xã Long Phước, huyện Long Thành. Tính từ năm 2016 đến tháng 7/2019, công ty Alibaba đã quảng cáo là thành lập 29 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhân Trạch, trong đó nhiều nhất là tại huyện Long Thành với 27 dự án, chỉ riêng tại xã Long Phước có đến 21 dự án. Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng với hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai. Theo UPI, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nếu hoàn cảnh phù hợp để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay giữa hai bên, ông Rouhani tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi mọi biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Khẳng định Iran luôn sẵn sàng đối thoại, nhưng Tehran sẽ tiếp tục giảm những cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc nếu các lợi ích của nước này không được bảo đảm. Trước đó, Tổng thống Rouhani cho biết ông sẵn sàng gặp bất cứ ai nếu điều đó đáp ứng các lợi ích quốc gia của Iran.